Đỗ Thanh Luân xin kính chào khách. Hôm nay là buổi trưa ngày 30 tháng 10 năm 2016. Tôi đang rất hân hạnh được đón tiếp anh chị anh Linh, anh ở Thanh Xuân, Hà Nội, và ký tên vào bộ bàn ghế Minh Quốc Đào Chim bằng gỗ Gụ Ta Quảng Bình. Vâng, anh ký chỗ nào dưới gặp được. Gụ Ta Quảng Bình hàng VIP. Hàng này đúng chúng tôi nói không nói quá, ông là bộ này là hiếm có, khó tìm. Để mà đặt một bộ sau thì cũng hơi là khó. Đang thấy trên mình. Bộ bàn ghế này côn 10 cũng có 6 thứ VIP, và trong các cái video clip trước thì cũng đã giới thiệu rồi. Hôm nay là cuối tuần ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 10. Tôi đã đón tiếp rất nhiều các khách hàng về ký tên các sản phẩm rồi. Cái đấy anh vừa bóp vừa ký dễ hơn. Út xóa này nó dễ. Nào, video quý vị đang xem, chúng tôi quay tại cơ sở 1 của Đỗ Thanh Luân, nằm tại khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Và hiện tại trong lúc này ở cơ sở 2, chúng tôi cũng đang rất nhiều khách hàng đã ký tên những sản phẩm từ sáng giờ. Cái bút đấy là bút xóa nó càng dễ nhìn. Đây là bộ bàn ghế VIP này, nhìn cái chân móng này đục nó đẹp như này. Ở đây là chiếc bàn, bộ bàn ghế này có 16 thứ, một bàn và một ghế dài cộng với cả hai ghế đơn và một đôn trà, một đôn thấp. Đường nét đục rất tinh xảo. Bên này khuyến mại sao mà làm lại? Dạ. Và chiếc đôn này, từ chiếc đôn ngồi chúng tôi làm rất kỹ. Từ cái đường vén này, đường chân móng này, được chạm rất tinh xảo. Từ những cái hoa văn họa tiết nhỏ nhất. Đây là bộ bàn ghế VIP của Gụ Ta Quảng Bình, 100% Gụ Ta Quảng Bình. Hiện tại bộ này chúng tôi vẫn đang để mộc, chưa mài giấy giáp, chưa cạo lạo hay mài giấy giáp, vẫn là nguyên mộc này. Cái đoạn này đang chụp. Đây để em nhấc đây, cầm đây, cầm đây. Kéo ra thôi, kéo ra đâu, xem trong máy luôn. Đây, ra đây quay dưới gầm này cho em ơi, được không sao? Để anh ký một ghế này quá đẹp, đẹp từ trong ra ngoài. Và chắc này cái đá nó chắc rồi. Anh nhìn được sau đây, anh nhìn sau này, mặt sau mặt trước. Nguyên về cái dáng của nó đã đẹp. Thế cái hàng xóm chị người ta mua cái bộ gì nhỉ? Gì cái nhỉ?